Thì đây là bác chủ nhà nhé. Thì bác cho cháu xin cái cảm nhận là bác có hài lòng với sản phẩm không bác? Quá đẹp, quá đẹp. Bác rất là ưng ý với bộ sản phẩm nhé. Đấy, đây, bác ở tại Sai Nga, Cẩm Kê, Phú Thọ. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 14 tháng 1 năm 2020. Vâng, tôi đang có mặt tại nhà bác Thịnh Tân. Đây, bác chủ nhà đây. Bác ở Sai Nga, Cẩm Kê, Phú Thọ. Và chúng tôi vừa bàn giao cho gia đình nhà bác một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng, một combo phòng khách, bàn ghế, kệ tivi và chiếc đồng hồ. Tất cả đều bằng chất liệu gỗ mun đuôi công. Thì trên hình quý vị đây. Đó, và hiện tại đây là ngôi nhà của bác đây, đang trong quá trình hoàn thiện đây. Rất là đẹp quý vị. Thì bác sẽ hoàn thiện trước Tết để đón Tết Nguyên đán 2020. Tôi có giới thiệu qua quý vị bộ bàn ghế chúng tôi vừa bàn giao. Đây. Quý vị thấy là bộ Tần Thủy Hoàng gỗ mun đuôi công nhé. Hôm trước là đây là bộ Tần Thủy Hoàng ạ. Vâng vâng. Trên này sẽ kệ tivi. À, đây một chiếc đồng hồ hoa lá tây, đồng hồ quả lắc. Hôm trước hai anh xuống xem đấy, chắc là con nhà bác ạ. Vâng đấy, hôm trước là hai anh con trai bác đã xuống xem sản phẩm rồi, hôm nay chúng tôi đã bàn giao cho gia đình. Đấy. Thì đây là bác chủ nhà nhé. Thì bác cho cháu xin cái cảm nhận là bác có hài lòng với sản phẩm không bác? Quá đẹp, quá đẹp. Thì bác rất là ưng ý với bộ sản phẩm nhé. Đấy, đây, bác ở tại Sai Nga, Cẩm Kê, Phú Thọ. Đó, rồi mọi người có nhu cầu có thể liên hệ với xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Kê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 51086 nhé. Website đồ gỗ Tùng Tám.com. Rất cảm ơn mọi người và mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để có thể xem được những video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn nhé. Hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2020.